Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Video clip này Điệp xin gửi đến mọi người dự đoán lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 9 năm 2020. Tháng 9 cũng là tháng cuối cùng trong năm tài khóa năm 2020. Lịch của năm tài khóa thì sẽ hơi khác hơn so với lịch thường niên của chúng ta. Lịch tài khóa của một năm sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 31 tháng 9 của năm sau. Xin mời mọi người cùng theo dõi video clip này nha. Ký hiệu của các diện hồ sơ như sau. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Và diện tu sĩ luôn luôn có hiệu lực. Dự đoán lịch visa tháng 9 năm 2020 còn gọi là lịch phỏng vấn. Theo kênh MyGC Visa dự đoán, diện F1, ngày ưu tiên sẽ đến ngày 8 tháng 10 năm 2014, tăng được 7 tuần. Diện F2A vẫn là chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B đến ngày 8 tháng 7 năm 2015, tăng 4 tuần. Diện F3 đến ngày 22 tháng 6 năm 2008, tăng 3 tuần. Diện F4 đến ngày 1 tháng 10 năm 2006, tăng 3 tuần. Theo dự đoán của kênh Visa Journey, diện F1 ngày 16 tháng 10 năm 2014, tăng 8 tuần. Diện F2A là chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B đến ngày 29 tháng 7 năm 2015, tăng 6 tuần. Diện F3 đến ngày 3 tháng 7 năm 2008, tăng 4 tuần. Còn diện F4 đến ngày 24 tháng 9 năm 2006, tăng 2 tuần. Theo dự đoán của kênh Immigration Planner, thì diện F1 đến ngày 15 tháng 9 năm 2014, tăng 4 tuần. Diện F2A là chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B đến ngày 8 tháng 7 năm 2015, tăng 4 tuần. Diện F3 đến ngày 1 tháng 6 năm 2008, đứng yên. Diện F4 đến ngày 1 tháng 10 năm 2006, tăng 3 tuần. Theo dự đoán của ba kênh thì các diện đều tăng, chỉ có diện F3 của kênh Immigration Planner dự kiến thì sẽ đứng yên không tăng tuần nào. Còn lại diện F4 sau một thời gian bị đứng yên thì cả ba kênh di trú đều dự đoán là F4 sẽ quay trở lại tăng đều. Tăng cao nhất vẫn là diện F1, dự kiến là tăng từ 4 tuần ít nhất cho đến 8 tuần. Và kế đến là diện F2B dự đoán tăng cao nhất là tăng được 6 tuần. Và còn lại hai kênh Matrix Visa và Immigration Planner đều dự kiến tăng 4 tuần. Chúng ta cùng chờ xem lịch visa chính thức của tháng 9 như thế nào nhé. Dự đoán lịch mở hồ sơ tháng 9 năm 2020 còn gọi là lịch làm 6 bước với NVC. Theo dự đoán của kênh MyGC Visa, dự đoán diện F1 đến ngày 15 tháng 8 năm 2015, tăng được 9 tuần. Diện F2A là ngày 1 tháng 8 năm 2020, tăng 4 tuần. Diện F2B đến ngày 1 tháng 5 năm 2016, tăng được 6 tuần. Diện F3 đến ngày 22 tháng 6 năm 2009, tăng 6 tuần. Và diện F4 đến ngày 15 tháng 9 năm 2007, tăng được 2 tuần. Thì theo dự đoán, diện F1 vẫn là diện tăng cao nhất, tăng được 9 tuần. Và kế đến là diện F2B và diện F3 đều là 6 tuần. Nhìn chung thì dự đoán lịch mở hồ sơ của tháng 9 tất cả các diện đều tăng. Hy vọng là lịch chính thức tất cả các diện đều tăng cao như vậy. Theo hệ thống dự đoán của kênh Immigration Planner, họ cũng có dự đoán lịch visa của các diện vào các tháng sắp tới. Đây là dự đoán lịch visa của diện F1. Các tháng sắp tới thì dự đoán diện F1, lịch visa vẫn tăng đều. Và đây là bản dự đoán của diện F2A. Theo Immigration Planner, thì diện F2A đã là hiện tại đối với tất cả các quốc gia, bao gồm Mexico và Philippines trong hơn một năm qua. Họ đã không nghĩ tình trạng hiện tại này sẽ kéo dài lâu như vậy, và thậm chí còn được thông tin từ văn phòng visa là dự kiến lịch visa
sẽ bị lùi trong vài tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, hiện tại thì với sự kết hợp của COVID-19 và sắc lệnh ngừng thẻ xanh, thì Immigration Planner có lý do để tin rằng là dạng F2A vẫn sẽ duy trì ở mức hiện tại cho đến khi kết thúc năm tài khoá năm 2020 vào tháng 9. Hiện tại thì chỉ có khoảng 5% hồ sơ dạng F2A nộp hồ sơ tại Hoa Kỳ là có phỏng vấn vào lúc này. Do đó thì số lượng thẻ xanh của năm tài khoá 2020 vẫn còn chưa được sử dụng hết. Và đây là dự đoán của F2B. Cái tháng sắp tới F2B vẫn tăng đều. Dự đoán của diện F3 thì tình hình của năm 2020 thì vẫn tăng đều. Tăng cao nhất vẫn là 2 năm tài khoá, năm 2018 và năm 2019. Và dự đoán của visa diện F4. Diện F4 cái tháng sắp tới được dự đoán là vẫn tăng. Hy vọng là lịch tháng 9, lịch cuối cùng của năm tài khoá năm 2020 thì tất cả các diện đều tăng cao ở cả hai bản lịch, lịch visa và lịch mở hồ sơ. Thông tin dự đoán này mang tính chất tham khảo từ 3 kênh di trú lớn. Lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 9 năm 2020 chính thức sẽ có từ ngày 13 cho đến khoảng ngày 20 tháng 8 năm 2020. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Mọi người nhớ bấm like, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi.